Trước việc Trung Quốc tăng cường quản lý, áp dụng các biện pháp siết chặt, hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới giữa hai nước Việt-Trung trong thời gian tới để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời kiến nghị thành lập cơ chế phòng chống dịch liên hợp biên giới trên bộ Trung Quốc-Việt Nam do chính quyền tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước chủ trì, các cơ quan ngoại vụ, hải quan cửa khẩu, kiểm dịch y tế, kiểm tra di dân, bộ đội biên phòng của hai bên cùng tham gia nhằm tăng cường hợp tác hai bên trong chia sẻ thông tin, phối hợp chính sách, xử lý vụ việc đột xuất trong phòng chống dịch. Bộ Công Thương đề nghị 7 tỉnh biên giới gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên phối hợp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 808 VPCP-KTTH ngày 5 tháng 2 năm 2020, công điện số 224 CDTTG ngày 12 tháng 2 năm 2020, các chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020, hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 829 BITMT ngày 21 tháng 2 năm 2020 về kiểm dịch y tế biên giới phòng chống dịch COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh theo dõi sát sao, cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, các động thái, biện pháp quản lý của chính quyền tỉnh, khu tự trị phía Trung Quốc, kịp thời trao đổi với Bộ Công Thương để cùng phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Được biết trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh và tại Côn Minh, Trung Quốc về việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt Trung. Bộ Công Thương đã đề nghị Tổng lãnh sự làm việc với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây và Vân Nam để trao đổi một số ý kiến về việc phối hợp công tác, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh nhưng cũng bảo đảm không gây gián đoạn quá mức cần thiết cho hoạt động thương mại giữa hai bên, giúp cộng đồng doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay.